Kính thưa quý vị khách quý, kính thưa tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đình Hiệu, tỉnh ủy viên, ủy chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, đảng bộ nhân dân lễ hội long trọng tổ chức lễ hội. Thông báo với tài bơi giải đua. Trân trọng cảm ơn.